Mới đây, giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng tình trạng sông băng ngày càng tan chảy do biến đổi khí hậu có thể đe dọa kế hoạch của Bắc Kinh xây đập thủy điện lớn nhất thế giới trên Tây Tạng. Con đập được cho là sẽ có công suất gấp 3 lần đập thủy điện lớn nhất thế giới hiện tại Tam Hiệp. Trung Quốc có kế hoạch xây đập thủy điện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, con sông lớn nhất ở khu tự trị Tây Tạng và là thượng nguồn của sông Brahmaputra ở Ấn Độ, với công suất tạo ra điện lên tới 70 GW. Dự án xây siêu đập trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố đã được chính phủ Trung Quốc phê chuẩn hồi năm ngoái và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 2021-2025 với hạn chót hoàn thành là năm 2035. Theo tờ South China Morning Post, một trận lở đất do sông băng tan chảy hồi năm 2018 đã chặn sông Nhã Lỗ Tạng Bố, tạo thành một cái hồ chứa khoảng 600 triệu mét khối nước. Với dòng chảy đổ về từ thượng nguồn như hiện nay, đập có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Hồ Sedongpu nằm ở thượng nguồn và cách vị trí xây đập thủy điện khổng lồ nói trên chỉ vài km, và với lượng nước lớn hiện nay ngay ở phía trên đầu, không có công nhân xây dựng nào có thể dám vào khu vực để dọn dẹp. Để có thể xây đập khổng lồ, trước tiên họ phải dọn dẹp đập nhỏ hơn do trận lở đất tạo nên. Các nhóm chuyên gia chưa thể tìm ra cách gia cố đập do lở đất tạo nên hay tháo dỡ nó một cách an toàn. Tình hình còn tồi tệ hơn khi họ phát hiện những đợt thiên tai tương tự có thể xảy ra lần nữa do biến đổi khí hậu. Tiếp tục bản tin là các nội dung đáng chú ý khác. Từ ngày 29 tháng 4 tới, Bộ Y tế Campuchia quyết định sẽ cấm nhập cảnh đối với người Ấn Độ và người nước ngoài từ Ấn Độ hoặc đi qua Ấn Độ hoặc có lịch sử tới Ấn Độ trong thời gian là 3 tuần trước khi tới Campuchia bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia có diễn biến phức tạp. Cùng với đó, trên thế giới cũng phát hiện biến thể mới B.1.1.7 có nguồn gốc từ Anh và biến thể B.1.6.1.7 có nguồn gốc từ Ấn Độ có tốc độ lây nhiễm rất nhanh và mạnh. Các toa tàu này sẽ được dùng làm nơi cách ly bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Các toa tàu này được trang bị thiết bị làm mát, rèm cửa để chống lại cái nóng của mùa hè. Hiện tại có gần 4.000 toa xe tàu hỏa với 64.000 giường đang được đặt tại các nhà ga để phục vụ công tác chống dịch. Hàng loạt lò hỏa táng đã được cấp rút dựng tạm tại quốc gia này. Tại một số địa điểm hỏa táng ở thủ đô New Delhi, người dân phải xây dựng số lò hỏa táng tăng gấp 2 lần do nhu cầu sử dụng quá cao. Thống kê cho thấy chỉ riêng trong tháng 3 năm 2021, số ca tử vong đã tăng gấp 10 lần so với các tháng trước đó. Hiện nay, nhiều bệnh viện ở New Delhi và khắp trên đất nước Ấn Độ đang từ chối tiếp nhận bệnh nhân do hết giường bệnh và cạn kiệt oxy y tế. Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi tất cả công dân đi tiêm phòng và duy trì thái độ thận trọng trong đại dịch. Tình hình đại dịch tại Ấn Độ đang hết sức cấp bách. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Iran, Anh, Canada, Hồng Kông, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã đình chỉ các chuyến bay tới Ấn Độ. Bangladesh đã quyết định đóng cửa biên giới với Ấn Độ trong vòng 14 ngày, trong bối cảnh làn sóng dịch mới đang khiến Ấn Độ lao đao. Thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế đối với khu vực đang phát triển của châu Á trong năm nay, nhờ vào vaccine COVID-19 và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh của thế giới. ADB hiện nâng dự báo tăng trưởng cho khu vực lên 7,3% so với mức 6,8% trong báo cáo vào tháng 12 năm 2020. Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,7% trong năm 2021 và 7% trong năm 2022. Tuy nhiên, ngân hàng trụ sở tại Philippines cảnh báo quá trình hồi phục cũng diễn ra không đồng đều. ADB cũng cảnh báo việc trì hoãn các chương trình tiêm vaccine sẽ kéo dài tình trạng gián đoạn kinh tế ở không ít quốc gia. Đầu năm 2020, Anna Chronica, sinh năm 1986, phải cách ly một mình tại căn hộ ở London, Anh, khi nơi cô sống phát hiện một ca nghi nhiễm COVID-19. Trong lúc buồn chán, cô vô tình phát hiện quá trình chuyển màu trên vỏ chuối khá thú vị. Khi có lực tác động vào, Anna theo dõi quá trình quả chuối dần thâm lại, thử tiếp tục vẽ lên vỏ và bắt đầu thích thú với môn nghệ thuật mới này. Cô bắt đầu làm những hình đơn giản nhất, rồi dần tạo ra những mẫu phức tạp hơn, chỉ bằng phương pháp là tác động lực nhẹ lên vỏ chuối bằng các vật dụng không dùng sơn để tạo màu.
Việc điêu khắc chuối đến với tôi khá tình cờ. Khi tôi đang cách ly bởi dịch COVID-19, tôi vẽ lên các quả chuối, post chúng lên mạng xã hội. Nhận được phản hồi rất tích cực từ mọi người, tôi đã tiếp tục làm việc đó mỗi ngày. Các sản phẩm điêu khắc chuối của Anna rất đa dạng, từ nhân vật hoạt hình, tác phẩm hội họa đình đám thế giới đến chân dung người nổi tiếng, cũng như được truyền cảm hứng từ các sự kiện thế giới. Sau mỗi lần hoàn thiện, cô nhanh chóng chụp hình lại tác phẩm của mình rồi ăn hết quả chuối để tránh lãng phí. Anna muốn nhân cơ hội này để làm điều gì đó tốt đẹp. Nhờ sự giúp đỡ của những người theo dõi cô trên mạng xã hội, Anna đã quyên góp được khoảng 1.600 đô la Mỹ cho Fair Share, một tổ chức từ thiện ở Vương quốc Anh, chuyên cung cấp thực phẩm cho người có nhu cầu. Cô gái cũng mở lớp trực tuyến để dạy điêu khắc chuối. Just Time dẫn lời hai quan chức cấp cao của Hải quân Indonesia ngày 27 tháng 4 cho biết chuyển động mạnh của sóng ngầm ở khu vực tàu ngầm Kari Nanggala 402 diễn tập sáng 21 tháng 4 có thể đã khiến con tàu bị chìm. Ảnh chụp từ vệ tinh thời tiết Himawari 8 của Nhật Bản và châu Âu xác nhận sự hiện diện của sóng ngầm này gần vị trí của Kari Nanggala 402 trùng thời điểm với con tàu mất tích. Chuẩn đô đốc Hải quân Indonesia Iwan Enuwanto giải thích có một sự chênh lệch lớn về khối lượng riêng của nước ở eo biển Lombok và biển phía bắc của Bali, nơi xác tàu ngầm Kari Nanggala 402 được tìm thấy. Tàu ngầm Kari Nanggala của Hải quân Indonesia gặp nạn sáng 21 tháng 4 khi đang diễn tập phóng ngư lôi ngoài khơi Bali. Sau nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn với sự hỗ trợ của quốc tế, Indonesia phát hiện xác con tàu hôm 25 tháng 4 ở độ sâu 838m, ở vị trí không xa nơi con tàu đã lặn xuống. Toàn bộ 53 thủy thủ trên tàu đều được xác nhận đã thiệt mạng. Giới chức Hải quân Indonesia loại trừ giả thuyết rằng con tàu gặp nạn do lỗi của con người, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng thảm kịch là do sai sót trong quá trình nâng cấp. Trong thời gian tới, Indonesia muốn trục vớt con tàu và thủy thủ đoàn với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm phục vụ quá trình điều tra làm sáng tỏ vụ tai nạn. Các chuyên gia cho rằng việc trục vớt con tàu ở độ sâu hơn 800m là khả thi nhưng là một thách thức không dễ dàng, đòi hỏi nỗ lực hậu cần rất lớn. Hơn nữa, nhiệm vụ này có thể tiêu tốn nhiều thời gian và tài chính. Báo South China Morning Post ngày 27 tháng 4 đưa tin, các chuyên gia y tế cảnh báo Philippines có thể đối diện tình trạng tăng vọt ca bệnh COVID-19, tương tự tình hình tăng ca nhiễm báo động ở Ấn Độ trong tháng này. Tiến sĩ Rock Rio Ong đến từ OCTA Research, nhóm nghiên cứu độc lập dự báo về sự lây lan của COVID-19 đánh giá, hiện nay Philippines đang ở cùng giao điểm khoảng 10.000 ca nhiễm mỗi ngày giống như Ấn Độ từng ghi nhận. Vào thời điểm nhà chức trách tại Ấn Độ quyết định dỡ bỏ biện pháp hạn chế với các cuộc tụ tập đông người vì họ cho rằng đã kiểm soát được dịch. Ông cho biết tính tới ngày 27 tháng 4, tình hình dịch COVID-19 ở Philippines đang ở trạng thái cân bằng mong manh với hơn 80% số giường bệnh của cả nước đã được lấp đầy. Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines, nước này ghi nhận thêm 7.204 ca bệnh COVID-19 ngày 27 tháng 4, thấp hơn so với kỷ lục 15.310 ca nhiễm ngày 2 tháng 4. Tổng số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng lên lần lượt hơn 1.016.916 người. Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cho biết chính phủ Philippines đã đặt mua đủ vaccine để tiêm cho 70 triệu dân, giúp đạt miễn dịch cộng đồng. Nhưng số lượng lớn vaccine có thể sẽ chỉ được đưa tới nước này cuối năm nay. Ngày 27 tháng 4, một tuyên bố được đăng lên trang web của Bộ Thông tin Myanmar. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ sẽ xem xét cẩn thận các đề xuất mang tính xây dựng của các lãnh đạo ASEAN khi tình hình ổn định trở lại ở Myanmar, theo hãng tin Reuters. Họ cho biết ưu tiên lúc này của Myanmar là duy trì pháp luật và trật tự, khôi phục yên bình và sự hòa bình cho cộng đồng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, dự một cuộc gặp với lãnh đạo các nước ASEAN cuối tuần qua. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ chính biến hôm 1 tháng 2. Lúc đó, các lãnh đạo ASEAN đã ra tuyên bố đồng thuận 5 điểm, gồm kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức và cho phép đặc phái viên của khu vực tới thăm Myanmar. Trao đổi với hãng tin AFP, người phát ngôn Jo Min Tun của chính quyền quân sự Myanmar nói rằng họ hài lòng với chuyến đi trên và cho biết họ có thể giải thích tình hình thật sự với lãnh đạo các nước ASEAN. Cũng trong ngày 27 tháng 4, một bài đăng khác trên trang web của Bộ Thông tin Myanmar nói rằng Thống tướng Min Aung Hlaing và các thành viên khác của Hội đồng Quản lý Nhà nước Myanmar đã thảo luận về việc gắn mác CRPH, nhóm các nghị sĩ chống chính quyền quân sự Myanmar,
hiện sống lưu vong hoặc đang lẩn trốn, là tổ chức khủng bố căn cứ theo luật chống khủng bố. Ngày 27 tháng 4, ông Thomas Andrew, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền ở Myanmar của Liên Hợp Quốc, đã gửi thư kêu gọi Thống tướng Min Aung Hlaing cam kết thực hiện kế hoạch của ASEAN.